Hát xin chào tất cả các bạn trở lại với Ô tô Sài Gòn. Hôm nay mình có cái cơ hội để ngồi chung với một người dùng sử dụng dòng xe hết sức đặc biệt. Hôm nay chị sẽ chia sẻ đến tất cả các bạn và những thành viên của Ô tô Sài Gòn những bí quyết sử dụng xe hoặc là lý do tại sao chị chọn xe để cho mục đích gì khi sử dụng. Nhưng mà trước hết chị sẽ giới thiệu đôi nét địa chỉ để cho các bạn hãy cùng tìm hiểu nhé. Chị có thể giới thiệu một chút xíu đôi nét về mình được không, để cho tất cả các bạn trên Ô tô Sài Gòn được biết. Chị tên là Tâm, thì chị hiện tại thì đang ở nhà làm nội trợ thôi. Chị thì đang sống ở khu Valora Fuji ở bên quận 9 nè. Dạ. Điều đầu tiên là em thấy chị có một chiếc Suzuki Swift rất là đẹp. Và điều gì khiến chị chọn chiếc Suzuki Swift để chị đang sở hữu? Đây là chiếc xe đầu tiên của chị luôn á. Tại vì mình có con nhỏ nên là mình đang mong muốn là có một chiếc xe để đưa đón bé sau này nó đi học á, thì cho nó an toàn. Rồi mình muốn đi loanh quanh phố, phường, rồi đi siêu thị, đi chợ gì đó, thì có một chiếc xe vừa nhỏ để mình đi cho nó dễ. Ở đường Sài Gòn thì cũng đông đúc á. Nên là mình thích những chiếc xe nó nhỏ vừa phải mà hợp với nữ chạy nữa. Trước khi mình chọn Suzuki Swift á, thì mình có đi xem những mẫu xe nào khác không? Có, cũng có xem rồi, cũng lên mạng search xe nào hợp với nữ, rồi đi xem chiếc Hyundai Kona. Tại vì chồng gợi ý chiếc đó, kêu là chiếc đó nhiều tính năng, đúng rồi, an toàn, to hơn nữa. Nhưng mà chồng kêu là chiếc đó là cho phân khúc của nữ chạy nữa. Thì có đi xem chiếc đó rồi mà không có chạy thử, nhưng mà vừa mới đến showroom một cái chỉ có xem sơ thôi, mà nhìn cái vẻ ngoài một cái là chị không thích liền. Rồi sau đó là chị đến showroom mà xem bao lâu mới quyết định chiếc Swift này? Chị xem một lần thôi. Xong rồi cái về nhà có một người, thì chồng kêu là cái tính năng an toàn của nó không có nhiều. Đúng rồi. Nên là về cũng còn đắn đo lắm. Xong rồi cái có một anh hàng xóm á, cái anh kêu là trước đây anh có chạy Swift rồi, nó chạy tốt lắm, thế là về quyết định mua chiếc này luôn. Chứ còn nó không là ngồi đắn đo hoài, không có chiếc nào mua được hết trơn á. Nhưng mà quyết định sở hữu xe thì chị quyết định hay là anh nhà quyết định? Chắc cũng phải cả hai. Cả hai vợ chồng. Dạ, đúng rồi. Khi mà chị chạy chiếc xe này trong một thời gian, hiện tại thì km được sử dụng được bao nhiêu chị ha? Chị có nhớ không? Chị không nhớ nữa mà hơn ngàn cây đồng đấy. Thì trong cái quá trình mình sử dụng hàng ngày, cái mục đích đi trong phố là chính, thì chị thấy chiếc xe mang lại cho mình những cái thiện cảm gì? Chị thấy là xe nó rất là chắc chắn á. Trước đây thì chị không có đi xe nhiều, tại đây là chiếc xe đầu tiên của chị á. Thì nhưng mà mình thì hay ngồi sau nhiều lắm, cũng đi chiếc Cerato rồi. Mình thấy là hay là đi Grab mình cũng đi khá nhiều chiếc luôn. Nhưng mà mình thấy là mấy xe đó nó kiểu cũng hơi mỏng manh á, còn chiếc này mình đi cảm thấy nó rất là ổn, cứng cáp, chạy cũng đầm phết. Và giá thì có hợp lý không chị? Giá thì hợp lý, tại vì lúc đầu mình thích chiếc Mini Cooper cơ. Nhưng mà thấy giá cao quá, không hợp lý với chiếc xe này thì vẻ bề ngoài này cũng đâu đó cũng giống Mini Cooper và cũng đâu đó một hao gì đó. Đến lúc thì mình có thể thấy nó những dòng xe của mẹt chẳng hạn. Nhưng mà nó kiểu nó là chiếc xe nó cũng cá tính chất chất, chứ không có giống mấy chiếc Kia Morning. Cùng phân khúc nó thì cũng có Kia Morning, cũng như chị nói thì cũng có thể có Honda Ra rồi Ford, để có Ford Fiesta phiên bản hatchback. Thì em thấy là với chị và chiếc xe này á thì nó lại hợp hơn rất là nhiều, tại những cái dòng kia thì nó đôi lúc hơi hướng hơi nam tính tí xíu. Còn chiếc xe này thì nó có những cái đường nét bo tròn rồi có những cái chi tiết mà em nghĩ là rất là hợp cho nữ. Tại vì chị không có hợp mấy cái màu của nữ thôi, chị mạng kim á, với màu bạc rồi màu trắng, nên là không có độ được mấy màu kia, chứ nếu không thì chị độ qua màu hồng hay màu tím thì hợp. Năm nay là cái xu hướng là màu hồng.
Đâu cũng màu hồng hết. Cũng thích lắm á, nhưng mà tại vì không có hợp mạng thôi. Tại vì đi xe là cần phải hợp mạng xíu cho nó an toàn. Đúng rồi, đó là nên như vậy. Nên là mình cũng độ theo đúng màu hợp với mình thôi. Dạ. Chị là nữ thì chị có quan tâm về công suất hay là cái những cái vận hành của xe không? Không. Hay là mình lên mình chạy thôi? Mình cũng không quan tâm lắm đâu. Nhưng mà kiểu chồng cũng hiểu, mà chồng cũng tìm hiểu về xe nhiều á. Dạ. Rồi cũng có đi hỏi nhiều người đã sử dụng rồi. Dạ. Thì mình thấy là chiếc này được, chạy tốt. Trong phố thì chị thấy nó có yếu hay là đủ dùng hay không? Chị thấy đủ dùng luôn, vừa phải lắm. Không có yếu đâu, tại cũng hay đi cao tốc mà. Dạ. Chạy vừa mấy chiếc xe kia bình thường. Đây là phiên bản cao cấp nhất hả chị? Anh chồng recommend cho chị những cái gói độ nhìn cũng rất là đẹp. Chị có thể chia sẻ tí xíu không? Em thấy là chồng mình độ á, chồng mình tham khảo á. Còn nhưng mà công nhận là mình thấy là nó rất là hợp với xe rồi. Kêu là đèn UK gì á, độ xong cái thấy khác hẳn. Nhưng mà độ xong thấy đẹp hơn liền ha. Đúng rồi. Giống như nội thất thì bản tiêu chuẩn nó chỉ hoặc là bản cao cấp nó thì ở trong vẫn là nỉ. Thì khi mà độ lên những cái chi tiết da thì lại thấy chiếc xe này đẹp hơn rất nhiều. Nhưng bản thân chị thì khi bạn chị thấy chị ngồi trong xe, chị lái trong những cái đường phố như vậy thì những cái thiết kế trong khoang nội thất chị thấy như thế nào? Thiết kế thì thấy nó cũng có đẹp xuất sắc không? Hay là không phải là xuất sắc đâu. Tại vì mình có ngồi mấy xe sang rồi, mình biết là nó cũng không đến nỗi quá xuất sắc, nhưng mà với cái mức giá đó thì nó thanh thoát, cũng đẹp, cũng dễ thương, cũng hợp với nữ nữa. Nói chung là mình thấy được những công nghệ kết nối về âm thanh. Okay. Âm thanh nghe cũng ổn á, không đến nỗi là Chị ngồi hàng ghế thứ hai thì chị thấy như thế nào? Hàng ghế thứ hai hả? Dạ. Chị thấy cũng rộng rãi á, tại vì hôm bữa cũng chở ba người ngồi đằng sau, mình thấy cũng ngồi được, nhìn nó nhỏ nhỏ vậy thôi nhưng mà rộng rãi phết. Dạ. Nó được cái là cái lối thiết kế bên trong á, nó làm cho mình cũng thấy rộng rãi hơn nhiều. Cái cảm giác của mình cũng vậy. Đúng rồi. Cái điều mà chị ưa nhìn và ưa thích nhất trên cái Suzuki Swift của mình khi sử dụng hàng ngày nó là gì? Chắc là đứng đầu chắc là cái vẻ ngoài. Đúng rồi, em cũng nghĩ là vậy. Về cái thiết kế bên ngoài nó rất là đẹp. Đúng rồi, rất là đẹp. Nhìn rất là chất, nhìn vô là thấy chất liền. Không phải đẹp bình thường đâu mà thấy nó đẹp, rất đẹp luôn. Có thể là chị thích cái xe chị lắm luôn. Về thiết kế. Mặc dù là nó giá nó không vừa phải thôi. Với mức giá đó mà mình có những cái lối thiết kế như vậy so với những chiếc xe cùng phân khúc thì thì em nghĩ nó đẹp. Mình thích chiếc xe này, mình thích nên là mỗi ngày mình đi mình cảm thấy nó vui lắm. Mình thích ngồi trên xe chạy vòng rồi uống ly nước rồi nghe một bài nhạc gì đó thấy vui lắm. Còn nếu mà lỡ mà mình mua chiếc xe mà mình không thích chắc mình cũng không có cái mấy cái cảm nhận đó. Tính ra chị là nữ mà thường thường nghĩ em nghĩ là nữ chọn những cái dòng xe mình mua thì cũng hơi khắt khe, nhưng mà chị là một cái khách hàng nữ và nó là cũng rất là dễ tính. Rồi chị không quan tâm nhiều quá về kiểu như là nó phải an toàn hay là nó nhiều tính năng rồi quá trời quá đất nữa. Nhiều khi mình đi chủ yếu mình đâu phải là để đi phượt hay là đúng rồi, để đi chạy xa hay là mình kinh doanh đâu, nên là mình muốn cái xe là nó chất chất như đó. Cái mục đích của mình là đi phố mà thì nó thuận tiện hơn. Khi mà đi trong phố nhỏ nhắn như vậy thì nhưng mà về cái độ cao của nó thì em thấy là cái khoảng sáng gầm nó cũng không cao lắm, thì chỉ có gặp khó khăn khi mà mình đi trong phố vỉa hè hay là đường Sài Gòn mình đôi lúc lại ngập, thì chị có bị khó khăn trong vấn đề đó không? Cũng có, nếu mà ngập thì không dám đi đâu. Tại vì thằng gầm cũng thấp, xe này xe gầm thấp. Ngập thì bỏ xe nhà đi xe khác. Nếu mà trời mưa quá thì không dám lấy xe ra chạy đâu. Mưa thì ráng bút xe chạy thôi. Còn ngoài ngập ra thì bình thường hết, mọi thứ rất là ổn luôn. Trong cái quá trình mình sử dụng thì mình có những cái điều mình không thích trên chiếc Suzuki Swift mình hay không? Kiểu như nó cũng hơi thiếu cái tính năng an toàn. Cái gì cân bằng điện tử này nọ cũng không có đó. Nhưng nó chỉ có cơ bản giống như là hỗ trợ phanh khẩn cấp rồi ABS, những túi khí cũng chỉ có hai túi khí mà thôi, cái đó vậy. Nó cơ bản thôi, gọi là đủ dụng thôi. Tất nhiên là với mức giá đó thì trên những dòng xe khác cùng phân khúc nó cũng đã trang bị được 4 túi khí rồi. Thì nếu mà mình được nâng cấp thì an toàn thì nâng cấp nữa thì càng tốt. Nhưng mà chị thấy là đối với chị thì chị đi trong phố chị cũng đến nỗi mà chạy nhanh quá, nhanh cũng không đến mức là quá không an toàn đâu.
có thì càng tốt không thôi. Ừ, rất quan trọng là mình lái như dạ, thế nào rồi, chứ không rồi. Phải mình là... phải cẩn thận tí xíu. Ừ, không phải là xe không nữa. Ừ, mà chiếc xe này cũng khá cứng cáp nữa, đóng cửa cực cách. Xe Nhật thì hiện tại thì với mẫu này thì cái lối thiết kế nó mang lại, đặc biệt là nữ á, nhiều người cũng cũng đo cho em ý kiến là rất thích mẫu xe với cái lối thiết kế thế này. Hơi hướng về nữ tính tí xíu. Em nghĩ là chắc những cái lần bảo dưỡng thì anh chồng thường đi bảo dưỡng chứ chị có ít đi ha. Chiếc xe này cũng mới chạy nữa nên dạ. Cũng bảo dưỡng mới có một lần rồi. Dạ. Lần đó chồng đi bảo dưỡng. Em nghĩ là trong tương lai thì mình sẽ có nhiều cái chia sẻ hơn về dòng xe khi mình chạy được khoảng thời gian dài nữa. Hiện tại thì mình thấy rất là thích, rất là ưng, không có gì quá mà không hài lòng hết trơn. Chị em mình nói chuyện như thế này thì người ta lại nói là mình quảng cáo xe nữa, chị khen quá trời. Không phải, tại mình thích chiếc xe của mình đi lắm dạ. Luôn á. Thiệt luôn á. Ví dụ mình cũng thích mấy cái xe sang đó, nhưng mà sau khi mình sở hữu chiếc xe này rồi thì mình lại thấy mình yêu cái xe của mình luôn. Dạ. Chứ không có thích đam mê hay đổi qua chiếc xe khác nữa đâu. Đúng mục mình sử dụng với chiếc xe, đúng mục đích sử đúng dụng rồi. Thì là ok rồi. Mình thấy vừa phải rồi, hợp lý rồi. Nếu mà đi phượt đi này nọ thì sắm xe khác đi. Nhưng kêu đi xe này cái gì không sang đổ qua mẹt đi không. Xe này nó vừa phải dễ lách. Dạ, không có đúng thích rồi, đi mấy xe to to khó lách lắm. Ok. Bây giờ em sẽ cảm ơn chị đã đến với chương trình của Ô tô Sài Gòn. Dạ. Những cái chia sẻ là thực tế nhất giữa người dùng và có những cái cọ sát để chúng ta có thể là biết rõ hơn những người dùng tại sao, đặc biệt là người dùng nữ nó chọn cái dòng xe Suzuki Swift. Một lần nữa cảm ơn chị đã đến với chương trình của Ô tô Sài Gòn và cảm ơn các bạn đã xem và hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau. Nhớ subscribe kênh YouTube của Ô tô Sài Gòn để nhận được những thông báo video mới nhất nha. Cảm ơn chị.